cô chào các em. Chúng ta hãy cùng xem lại những lời dặn dò của cô nhé. Và các em nên nhớ, đó là sau mỗi bài học, các em cần phải ghi bài cẩn thận vào trong tập. Và khi các con ghi bài, thì các con nhớ chú ý cho cô cách ghi tên chương, tên bài, tựa đề mục. Các con phải viết bằng mực đỏ. Cô đã lấy ví dụ như trên slide, các con chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và sau khi các con ghi bài cẩn thận vào trong tập xong, thì các con cần phải học bài theo yêu cầu của giáo viên. Bởi vì chúng ta đã sắp đến hết chương trình của học kỳ 1 rồi đó. Nếu như bây giờ chúng ta chưa chịu chú ý học bài, thì cô nghĩ là đến khi các con chuẩn bị thi thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Ở tuần trước thì cô và các con đã học đến bài đầu tiên của chương 4 Đông Nam Á từ những thế kỷ tiếp giáp công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Tuần trước, cô và các con chúng ta đã tìm hiểu phần 1 La Mã, vị trí địa lý của Đông Nam Á, và phần 2 La Mã, sự xuất hiện các vương quốc cổ từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7, đúng không nào? Và tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hoàn tất nội dung cuối cùng của bài nhé. Cô mời các con cùng xem lại những mục tiêu cần đạt khi chúng ta học xong bài này. Đây chính là nội dung bài học. Như cô đã nói vừa rồi, thì chúng ta đã hoàn tất phần 1 và phần 2 La Mã. Tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 3 La Mã, cũng chính là nội dung cuối cùng của bài học nhé. Sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến từ đầu thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Cô mời các con cùng quan sát hai lược đồ. Lược đồ bên tay trái chính là lược đồ các nước Đông Nam Á ngày nay. Và lược đồ bên tay phải chính là lược đồ vị trí các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Vào tuần trước thì cô đã hướng dẫn cho các con một kỹ năng, đó chính là sử dụng bản đồ chồng. Chúng ta cùng quan sát những vị trí của tấm lược đồ phía bên tay trái, và chúng ta sẽ căn cứ vào những vị trí địa lý về khu vực của những quốc gia mà chúng ta đang quan sát ở lược đồ phía bên tay phải. Và sau đó thì các con hãy xác định cho cô vị trí các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10. Và các con hãy trả lời cho cô biết các vương quốc đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay? Các con đã có câu trả lời của mình chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án của cô nhé. Cô mời các con cùng quan sát. Vương quốc phong kiến Pagan, Khatong, Begu ngày nay chính là quốc gia Myanmar. Vương quốc phong kiến Hariwunjaya, Ravravati ngày nay chính là quốc gia Thái Lan. Vương quốc phong kiến Chân Lạp ngày nay chính là một quốc gia láng giềng của nước Việt Nam ta, đó chính là quốc gia Campuchia. Và nhìn trên lược đồ thì chúng ta thấy hai vương quốc phong kiến, đó là Đại Cồ Việt và Champa, thuộc quốc gia Việt Nam ngày nay. Tiếp tục, vương quốc phong kiến Tumasik ngày nay chính là quốc gia Singapore. Và cuối cùng,
hai vương quốc phong kiến, đó là Sriwijaya và Kalinga, thuộc quốc gia Indonesia ngày nay. Như vậy thì các con có trùng hết tất cả các đáp án với cô hay không? Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai khái niệm mà trong môn lịch sử các con sẽ thường gặp rất là nhiều. Đó chính là khái niệm về cổ đại và khái niệm về phong kiến. Vậy thì như thế nào là cổ đại và như thế nào là phong kiến thì chúng ta cùng theo dõi với cô nhé. Thời kỳ cổ đại, đây chính là thời đại của các quốc gia đầu tiên theo chế độ chuyên chế cổ đại hay chiếm hữu nô lệ, thời đại của những nền văn minh đầu tiên của nhân loại. Vậy thì các con chúng ta có nhớ những quốc gia cổ đại nào mà mình được học ở trong chương trình lịch sử lớp 6 hay không? À, cô có nghe một số bạn đã có đáp án. Đó chính là chúng ta đã được học các quốc gia cổ đại phương Đông và các quốc gia cổ đại phương Tây ở chương 3, đúng không nào? À, vậy thì chúng ta ôn lại một tí xíu về kiến thức nhé. Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm có 4 quốc gia. Thứ nhất, đó chính là chúng ta đã học về Ai Cập. Và sau đó chúng ta tìm hiểu về Lưỡng Hà. Chúng ta tìm hiểu về Ấn Độ và chúng ta đã tìm hiểu về Trung Quốc, đúng không nào? Đây chính là 4 quốc gia cổ đại phương Đông. Vậy thì các quốc gia cổ đại phương Tây gồm những quốc gia nào? Đó chính là Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại. Như vậy thì cô đã ôn cho các con về những quốc gia cổ đại ở cả hai phương, đó là phương Đông và phương Tây rồi nhé. Tiếp tục, chúng ta tìm hiểu về khái niệm phong kiến. Phong kiến là chế độ xã hội xây dựng trên cơ sở quan hệ bóc lột của quý tộc, địa chủ đối với nông dân bằng tô thuế. Vào chương trình lịch sử lớp 7 thì các con chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn về những triều đại phong kiến ở Việt Nam chúng ta nha các con. Sau đây, cô mời các con chúng ta cùng ghi bài. Đây là những kiến thức trọng tâm mà cô đã chắt lọc ra cho các con. Đó là các con sẽ vẽ cho cô bảng này vào trong tập nhé. Đây chính là một bảng hệ thống tất cả những vương quốc phong kiến và cô đã cho các con luôn, đó là nó sẽ thuộc quốc gia nào ngày nay. Đó chính là bảng mà cô đã phân tích cho các con vừa rồi. Chúng ta sẽ có 2 phút cho các con chúng ta ghi này vào trong tập nhé. Và cũng một câu nói quen thuộc của cô, đó là nếu như trong thời gian 2 phút mà các con chúng ta vẫn chưa có kịp ghi bài thì các con có thể bấm tạm dừng slide để mà chúng ta ghi bài đầy đủ vào trong tập nhé. Phần tiếp theo đó chính là luyện tập. Chúng ta sẽ cùng củng cố lại những kiến thức mà các con đã được tìm hiểu qua phần bài học vừa rồi nhé.
gồm có hai câu. Câu số 1. Các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian nào? A. Thiên niên kỷ thứ 2 trước công nguyên. B. Từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7. C. Thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Và D. Thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Các con đã có đáp án trả lời của mình chưa? À, vậy thì các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á ra đời vào thời gian đó là từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 7. Câu số 2. Theo em, nét tương đồng về kinh tế của các quốc gia sơ kỳ Đông Nam Á so với Hy Lạp và La Mã cổ đại là gì? Đối với câu 2 thì các con phải có những kiến thức của bài Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại. Chúng ta sẽ cùng xem qua những đáp án nhé. A. Kinh tế nông nghiệp phát triển. B. Các nghề thủ công, rèn sắt, đúc đồng giữ vị trí rất quan trọng. C. Thương mại đường biển thông qua các hải cảng. D. Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp giữ vai trò chủ đạo. Đến đây, các con đã có câu trả lời chưa? Chúng ta đã học về vị trí địa lý của Đông Nam Á và vị trí địa lý của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Thì các con sẽ thấy điểm chung, điểm tương đồng của những khu vực này là gì? Đó chính là có đường bờ biển dài, đúng không nào? Ở Đông Nam Á. Chính vì vậy, đáp án của cô là câu C, thương mại đường biển thông qua các hải cảng. Có bạn nào làm đúng hai câu hỏi với cô hay không? Chúng ta sẽ đến phần hướng dẫn học tập. Các con chúng ta học bài và đọc sách bài số 13. Đó chính là giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ thứ 10. Và các con ơi, tuần sau chúng ta sẽ có thêm một bài kiểm tra thường xuyên cuối cùng nữa nha. Cho nên là chúng ta sẽ cùng ôn tập theo những nội dung mà cô đã có trình chiếu trên slide. Cô mến chào các em nha.